Những năm gần đây, vào mùa mưa, mực nước tại các sông suối tại Đà Lạt dâng cao, khiến các dòng suối bị bồi lắng, chứa nhiều chất thải xây dựng, sinh hoạt và nông nghiệp, nên dòng chảy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đầu tháng 3 khi bắt đầu vào mùa khô, chính quyền các phường xã của thành phố Đà Lạt đã nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương, khe suối, hồ lắng trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã đưa máy móc xuống nạo vét khơi thông dòng chảy. Công việc được tiến hành rất nhanh chóng vì nhận được sự đồng thuận và đóng góp của người dân. Thì khi mà chúng tôi đi vận động thì dân người ta rất là phấn khởi, rồi người ta phá vòm đi để cho vô 3,5 mét làm con đường đi. Tại vì khi mình thành lập được, làm được một con đường đi thì dân người ta rất là vui vẻ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động triển khai biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2024, trong đó phải nạo vét phát quang các tuyến suối, khơi thông hệ thống mương thoát nước để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập cục bộ do mưa bão.